Cô chào các con, hôm nay cô và các con sẽ cùng đến với tiết tập đọc tuần 24, bài Voi nhà. Trước khi vào nội dung bài đọc, mời các con quan sát tranh sau và cho cô biết tranh vẽ gì. À, chúng mình thấy đây là khung cảnh của một khu rừng, một chiếc ô tô có vẻ như đang bị sa lầy trong rừng và một chú voi đang đứng bên cạnh. Ở phía các lùm cây có các anh bộ đội đang nhìn voi với vẻ mặt rất là lo lắng, sợ hãi và giương súng lên. Vậy điều gì đang diễn ra ở đây? Chú voi đang định làm gì? Để biết được điều đó, chúng mình cùng lắng nghe cô đọc bài nhé. Voi nhà. Gần tối, cơn mưa rừng ập xuống, chiếc xe của chúng tôi bỗng khựng lại. Tứ rú ga mấy lần, nhưng xe không nhúc nhích. Hai bánh trước đã vục xuống vũng lầy. Chúng tôi đành ngồi thu lu trong xe, chịu rét qua đêm. Gần sáng, trời tạnh, Tứ nhảy xuống nhìn, lắc đầu. Thế này thì hết cách rồi. Bỗng cần kêu lên, chạy đi, voi rừng đấy. Mọi người vội vã nép vào lùm cây ven đường. Một con voi già lừng lững tiến về chiếc xe. Tứ chụp lấy khẩu súng, cần vội ngăn lại. Không được bắn. Con voi lúc lắc vòi ra hiệu điều gì đó, rồi đến trước mũi xe. Tứ lo lắng. Nó đập tan xe mất, phải bắn thôi. Nhưng kìa, con voi quặp chặt vòi vào đầu xe và co mình lôi mạnh chiếc xe qua vũng lầy. Lôi xong, nó hô vòi về phía lùm cây, rồi lững thững đi theo hướng bản tun. Thật may cho chúng tôi đã gặp được voi nhà. Theo Nguyễn Trần Bé. Trong bài có một số từ khó chúng ta cần hiểu nghĩa. Voi là một loài vật hoang dã, sống thành bầy đàn ở trong rừng. Nhưng voi nhà là voi được người nuôi dạy để làm một số việc đấy. Đồng bào Tây Nguyên nuôi voi để kéo gỗ, rồi chở hàng, chở người. Và những chú voi còn được huấn luyện để làm xiếc đấy các con ạ. Khựng lại nghĩa là dừng lại đột ngột vì một tác động bất ngờ. Rú ga là tăng thêm ga cho máy nổ mạnh, phát ra tiếng kêu to. Vục, ở đây chúng ta hiểu là vục xuống vũng, tức là chú ngập hẳn xuống. Thu lu là thu mình gọn, nhỏ lại. Lừng lững là to lớn và như từ đâu hiện ra trước mắt, gây ấn tượng đáng sợ. Để đọc tốt được bài đọc, cô sẽ hướng dẫn các con đọc đúng một số từ khó và câu văn dài. Trong bài, có một số từ khó khi đọc các con cần chú ý đọc cho đúng, đó là các từ khựng lại, chú ý vần ưng, âm L, quặp chặt, vần óp, ắt, lững thững, lừng lững, phân biệt hai từ này, lúc lắc, quơ vòi, vần quơ, chúng ta cũng chú ý đọc cho đúng. Bây giờ, các con hãy đọc lại những từ khó này nào. Khựng lại, quặp chặt, lững thững, lừng lững, lúc lắc, quơ vòi. Bây giờ, cô sẽ hướng dẫn chúng mình cách đọc câu. Các con hãy lắng nghe cô đọc những câu sau, xem cô đã ngắt nghỉ sau những dấu hiệu nào nhé. Nhưng kìa, con voi quặp chặt vòi vào đầu xe và co mình lôi mạnh chiếc xe qua vũng lầy. Lôi xong, nó hô vòi về phía lùm cây, rồi lững thững đi theo hướng bản tun. À, các con thấy cô đã ngắt nghỉ sau những dấu hiệu nào? À, đó chính là sau các dấu câu như là dấu phẩy, dấu chấm đúng không nào?
Ngoài ra, trong những câu văn này, khi đọc chúng ta cần ngắt nghỉ sau những cụm từ đã rõ nghĩa như là sau đầu xe, co mình và sau lùm cây nữa. Bây giờ chúng mình sẽ nghe cô đọc lại các câu văn này nhé. Nhưng kìa, con voi quặp chặt vòi vào đầu xe và co mình, lôi mạnh chiếc xe qua vũng lầy. Lôi xong, nó hô vòi về phía lùm cây, rồi lững thững đi theo hướng bản tun. Ngoài hai câu văn này ra, trong bài còn có một số câu văn dài và những câu hội thoại giữa các nhân vật. Vì vậy, khi đọc bài, các con chú ý gắt nghỉ cho đúng và thay đổi giọng đọc cho phù hợp với giọng đọc của các nhân vật. Mời các con nghe cô đọc lại bài một lượt. Voi nhà. Gần tối, cơn mưa rừng ập xuống, chiếc xe của chúng tôi bỗng khựng lại. Tứ rú ga mấy lần, nhưng xe không nhúc nhích. Hai bánh trước đã vụt xuống vũng lầy. Chúng tôi đành ngồi thu lu trong xe, chịu rét qua đêm. Gần sáng, trời tạnh, Tứ nhảy xuống nhìn, lắc đầu. Thế này thì hết cách rồi. Bỗng cần kêu lên, chạy đi, voi rừng đấy. Mọi người vội vã nép vào lùm cây ven đường. Một con voi già lừng lững tiến về chiếc xe. Tứ chộp lấy khẩu súng, cần vội ngăn lại. Không được bắn! Con voi lúc lắc vòi, ra hiệu điều gì đó, rồi đến trước mũi xe. Tứ lo lắng. Nó đập tan xe mất, phải bắn thôi! Nhưng kìa, con voi quặp chặt vòi vào đầu xe và co mình, lôi mạnh chiếc xe qua vũng lầy. Lôi xong, nó hô vòi về phía lùm cây, rồi lững thững đi theo hướng bản tun. Thật may cho chúng tôi đã gặp được voi nhà. Theo Nguyễn Trần Bé. Bây giờ, chúng mình sẽ tìm hiểu bài qua việc trả lời các câu hỏi sau. Câu 1. Vì sao những người trong xe phải ngủ đêm trong rừng? Để trả lời được câu hỏi này, chúng mình cần phải dựa vào đoạn 1 của bài. Đó là đoạn gần tối, cơn mưa rừng ập xuống, chiếc xe của chúng tôi bỗng khựng lại. Tứ rú ga mấy lần nhưng xe không nhúc nhích. Hai bánh trước đã vụt xuống vũng lầy. Chúng tôi đành ngồi thu lu trong xe, chịu rét qua đêm. Vậy theo các con, chúng ta cần dựa vào những chi tiết nào trong đoạn văn này? Đó chính là chi tiết gần tối, cơn mưa rừng ập xuống. Vì cơn mưa rừng ập xuống cho nên đã làm chiếc xe khựng lại, không đi được. Và hai bánh trước đã vụt xuống vũng lầy. Đây chính là lý do mà mọi người trong xe phải ngủ đêm trong rừng đấy. Vậy đáp án của câu hỏi này là gì? Đó chính là vì mưa rừng ập xuống làm chiếc xe bị lún xuống vũng lầy và không đi được. Câu 2. Mọi người lo lắng như thế nào khi thấy con voi đến gần xe? Để trả lời được câu hỏi này, chúng mình cần phải dựa vào đoạn 2 của bài. Các con hãy đọc lại đoạn văn này và tìm những chi tiết cho thấy thái độ của mọi người khi thấy con voi đến gần xe nào. Đó là những câu nào, những chi tiết nào nhỉ? Đó chính là mọi người vội vã nép vào lùm cây ven đường. Và Tứ thì chộp lấy khẩu súng và tỏ ra vô cùng lo lắng bởi vì sợ nó đập tan xe mất, cho nên là định bắn con voi. Đây chính là tâm trạng lo lắng của mọi người khi thấy con voi đến gần xe. Vậy, đáp án của câu trả lời này chúng mình đã tìm ra rồi đúng không? Đó chính là mọi người sợ hãi, nép vào lùm cây, lo lắng định bắn voi vì nghĩ nó sẽ đập tan xe đấy. Vậy, con voi có đập tan xe, có làm hại mọi người không? Chú voi đã không làm như vậy, mà chú voi lại còn giúp đỡ mọi người. Vậy,
Con voi đã giúp mọi người như thế nào? Chúng mình cùng trả lời tiếp câu hỏi 3. Câu 3. Con voi đã giúp họ thế nào? Để trả lời được câu hỏi này, chúng mình cần phải dựa vào đoạn 3 của bài. Các con hãy tìm những chi tiết trong đoạn văn này cho thấy những việc mà con voi đã giúp mọi người nào. Đó là những chi tiết nào nhỉ? À, đó chính là chi tiết con voi quặp chặt vòi vào đầu xe, rồi lôi mạnh chiếc xe qua vũng lầy. Rất là dễ phải không nào? Và cô tin là các bạn đã có câu trả lời rồi đấy. Đó chính là con voi quặp chặt vòi vào đầu xe và co mình lôi mạnh chiếc xe qua vũng lầy. Như vậy, qua câu 3, các con đã biết được con voi đã giúp mọi người lôi được chiếc xe qua vũng lầy. Và lôi xong thì con voi đã làm gì nhỉ? À, lôi xong thì nó đã hô vòi về phía lùm cây, rồi lững thững đi theo hướng bản tun. Vậy, theo các con, voi hô vòi về phía lùm cây là có ý gì? À, theo cô nghĩ thì chú voi này biết rằng ở phía lùm cây kia có mọi người đang rất là lo lắng, rất là sợ hãi và nhìn vào chú. Nên chú muốn báo hiệu cho mọi người là các bạn yên tâm, tôi đã giúp các bạn rồi, tôi không làm hại các bạn đâu, bây giờ tôi đi về nhà tôi đây. Và chúng ta thấy rằng là chú voi rất là thông minh, đã biết giúp đỡ mọi người khi mọi người gặp khó khăn phải không nào? Chính vì vậy mà tác giả đã nói, thật may cho chúng tôi đã gặp được voi nhà. Như vậy, qua phần tìm hiểu bài, chúng ta đã hiểu được nội dung của bài, đó là gì nhỉ? À, đó chính là chú voi nhà đã giúp các anh bộ đội kéo xe ra khỏi vũng lầy. Voi nhà là một con vật rất gần gũi và biết giúp đỡ con người. Cho nên chúng ta cần phải bảo vệ loài voi đấy các con ạ. À, như vậy chúng ta thấy chú voi trong bài rất là thông minh, tốt bụng và đáng yêu phải không nào? Cô muốn hỏi thêm các con, nếu con voi trong bài không phải là voi nhà mà là voi rừng thì chúng ta có nên bắn nó không? Voi rừng là một loài rất là hung dữ và nguy hiểm, chúng có thể tấn công con người đấy. Có nên bắn không nhỉ? À, không nên bắn đâu các con ạ, bởi vì voi là loài thú rất quý hiếm và cần được bảo vệ. Và nếu như nổ súng để bắn voi cũng rất nguy hiểm, bởi vì voi có thể tức giận xông đến và tấn công người bắn súng nữa đấy các con ạ. Theo các con, chúng mình cần làm gì để bảo vệ động vật quý hiếm? À, trước hết là chúng mình cần hiểu để tuyên truyền về việc bảo vệ động vật quý hiếm và tuyên truyền để mọi người biết không săn bắt, buôn bán động vật quý hiếm, đúng không nào? Để rèn kỹ năng đọc, các con hãy luyện đọc bài nhiều lần rồi đọc cho người thân cùng nghe nhé. Giờ học của chúng ta đến đây là hết rồi. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube Cô Nguyệt Tiểu Học bằng cách nhấn vào nút đăng ký màu đỏ ở phía dưới video và nhấn vào biểu tượng chuông để nhận được những thông báo về những bài giảng mới của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.